những thủ đoạn bóc lột thầm tệ và chính sách thuế khóa nặng nề của thực dân Pháp đã khiến các tầng lớp người lao động Việt Nam nhanh chóng bị bần cùng hóa. Theo đó là những hiện tượng xã hội bi thảm, thất nghiệp, cờ bạc, nghiện hút, mãi dâm, trộm cướp. Các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và người lao động chống lại ách cai trị khổ sai của thực dân Pháp ngày càng lan rộng, lớn mạnh cả quy mô và hình thức. Trong 2 năm 1926-1927 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân, tiêu biểu là cuộc bãi công của 1.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, công nhân cao su Phú Riềng. Các cuộc đấu tranh này đều nhằm hai mục đích chung là đòi tăng lương từ 20% đến 40% và đòi thực hiện ngày làm 8 giờ như công nhân bên Pháp. Nòng cốt của nhiều cuộc đấu tranh là một số cán bộ được Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại Quảng Châu đưa về nước, trực tiếp lãnh đạo. Họ đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp, thành thị, nông thôn để tự rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào vô sản hóa phát triển mạnh nhất vào những năm 1928-1929. Các cuộc bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy sợi Nam Định, Diêm Cưa, Bến Thủy, xe lửa Trường Thi, Vinh, mỏ than Mạo Khê, Hòn Gai đã mang tính chất chính trị với mục tiêu và phương pháp đấu tranh rõ ràng. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo quan trọng đều là có một cái sự gắn bó, cái sự hòa đồng, cái sự hội nhập và hóa thân vào giai cấp công nhân. Nhưng còn đứng về góc độ tổ chức thì tức là đưa các đồng chí lãnh đạo đó về phong trào công nhân để vô sản hóa, phải nói như thế. Thế cũng là để học tập lãnh đạo và rèn luyện cái giai cấp công nhân, nhưng chính cũng là rèn luyện cái phẩm chất cách mạng của bản thân mình. Tháng 7 năm 1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm hội trưởng, đề ra chương trình điều lệ và xuất bản tờ báo Lao Động làm cơ quan ngôn luận, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân. Với sự hoạt động tích cực của những hạt giống đỏ được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giáo dục và rèn luyện, phong trào công nhân đã phát triển lớn mạnh. Mặt khác, sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân và nỗi thống khổ tủi nhục của người dân mất nước đã đẩy phong trào yêu nước dâng lên mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đã dẫn đến kết quả tất yếu là sự ra đời của các tổ chức cộng sản. Tháng 3 năm 1929, tại ngôi nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời gồm các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu và các đồng chí khác. Đầu tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 Khâm Thiên, 20 đại biểu Cộng sản Bắc Kỳ quyết định lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 10 năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng ra đời tại Nam Kỳ. Ở Trung Kỳ, giữa năm 1925, Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập, sau lại đổi tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tháng 1 năm 1930. Như vậy, đến đầu năm 1930, ở Việt Nam, có 3 tổ chức cộng sản được thành lập và đều tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế cộng sản. Thực tiễn đấu tranh cách mạng trong bối cảnh xuất hiện nhiều tổ chức cộng sản ở Việt Nam dẫn đến nhu cầu cấp bách phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một khối thống nhất. Ngày 27 tháng 10 năm 1929, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản chỉ thị nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người Cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa là một đảng Cộng sản có tính quần chúng ở Đông Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức Cộng sản duy nhất ở Đông Dương. Để chấm dứt tình trạng tồn tại cùng một lúc ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc,
với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Như vậy là Nguyễn Ái Quốc là chủ động với trách nhiệm lịch sử của mình đã đến Trung Quốc triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc để bàn việc hợp nhất. Như vậy lúc bấy giờ Nguyễn Ái Quốc chưa nhận được một chỉ thị nào của Quốc tế Cộng sản, nhưng với trách nhiệm lịch sử đã giao trước đấy, với quyền hạn của mình, đã chủ động dũng cảm thực hiện cái nhiệm vụ lịch sử thống nhất đó. Ngôi nhà số 186 Tam Lung, Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 6 tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 1930 do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Bằng uy tín và kinh nghiệm hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, người đã chủ trì hội nghị hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng để lập ra một đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí tham dự hội nghị đấy, lúc đó có 5 đồng chí thôi, Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Thế còn Đông Dương Cộng sản Đảng thì có 2 đồng chí là đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Còn An Nam Cộng sản Đảng thì cũng có 2 đồng chí là đồng chí Châu Văn Liêm và đồng chí Nguyễn Thiệu. Thế thì cái hội nghị đó thì mới có 2 tổ chức tham dự họp thôi. Còn cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thì chưa cử được đại biểu ra kịp, ra dự hội nghị được kịp. Cho nên là đến 24 tháng 2 năm 1930 thì mới kết nạp cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Chánh cương vắn tắt đã nêu rõ về phương diện xã hội là làm sao cho dân chúng được tự do, nam nữ bình quyền. Về phương diện kinh tế là thủ tiêu hết các thứ quốc trái, thu sản nghiệp lớn của đế quốc, giao cho chính phủ công nông binh, thu ruộng đất chia cho dân nghèo. Về phương diện chính trị là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Thực tế cách mạng Việt Nam và những nghiên cứu quốc tế đã chứng minh tính đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Mặc dù tại thời điểm đó, có một số ý kiến trong quốc tế cộng sản cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa dân tộc. Mais je constate qu'il a persisté. Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn kiên định theo đuổi con đường của mình, nhất là trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ sự kiên định này, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp được nhiều thanh niên yêu nước như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các thanh niên yêu nước này đều trở thành những người cộng sản. Và lịch sử đã chứng minh Hồ Chí Minh đã đúng trong việc kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Sách lược vắn tắt của Đảng ghi rõ, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng phải tập hợp được đại bộ phận giai cấp và làm cho giai cấp lãnh đạo được dân chúng. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng là cương lĩnh đầu tiên vạch ra con đường đi cho cách mạng Việt Nam, có giá trị vô cùng to lớn, là một trong những nền tảng quan trọng xây dựng nên đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng. Từ đây, ba tổ chức Cộng sản Việt Nam đã thống nhất trọn vẹn vào một Đảng Cộng sản duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cho rằng sự hợp nhất của ba đảng riêng biệt thành một đảng duy nhất là một thời khắc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Vị thế của Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Ông đã chu du khắp thế giới, đã tạo dựng những mối quan hệ với những nhà yêu nước khác và những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, Hồ Chí Minh thống nhất ba đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài sự thống nhất, ông còn mang lại khả năng tạo dựng quan hệ với những người Việt Nam và những nhà cộng sản ở nước ngoài. Và bạn biết đấy, Liên Xô, Trung Quốc và Pháp sẽ đóng vai trò quan trọng với Việt Nam trên con đường giành lại độc lập sau này. Cầu nối giữa Việt Nam và những người khác gần như luôn là Hồ Chí Minh.
sự thống nhất các tổ chức cộng sản của Hồ Chí Minh vào năm 1930. Sau tất cả, mọi thứ đều rất tốt. Đảng ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ 20. Ngày 3 tháng 2 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Tháng 10 năm 1930, đồng chí Trần Phú được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động và được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Sau đó, vào Ban Thường vụ Trung ương và làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Đồng chí Trần Phú đã chủ trì dự thảo luận cương chính trị tại số nhà 90, phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc đã nhất trí đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua luận cương chính trị của Đảng với một số nội dung chính. Cách mạng ở Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. Cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản, có một đường lối chính trị đúng, kỷ luật tập trung, liên lạc mật thiết với quần chúng. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đã đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam. Song, bản luận cương vẫn còn một số mặt hạn chế. Cương lĩnh tháng 10 năm 30 đã đặt ngang cái nhiệm vụ dân tộc với giai cấp. Tức là ở một nước thuộc địa như mình ấy, như Việt Nam mình ấy, thì vấn đề mâu thuẫn dân tộc phải là mâu thuẫn chính, mâu thuẫn chủ yếu. Cho nên phải tập trung vào nhiệm vụ dân tộc. Thế còn ở các nước khác, đấy, các nước tư bản phương Tây đấy, thì cái mâu thuẫn giai cấp lại là chính, chủ yếu. Thế thì mình đã, cương lĩnh tháng 10 đã đặt ngang hai cái đó, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mà Nguyễn Ái Quốc thì lại luôn luôn nhấn mạnh vấn đề dân tộc. Thế cho nên cái cương lĩnh tháng 10 nó có cái hạn chế là chưa nhấn mạnh cái mâu thuẫn dân tộc để tập trung sức vào cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thế thì sau này là Đảng đã từng bước sửa cái đó. Đảng ra đời và trở thành đội tiên phong lãnh đạo cách mạng, phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930 của công nhân khu công nghiệp Bến Thủy. Từ tháng 5 đến tháng 8 1930, ở Nghệ Tĩnh đã có đến 97 cuộc bãi công và biểu tình. Đảng thông qua hoạt động của Sứ ủy Trung Kỳ đã chỉ đạo phong trào. Nông dân, công nhân của hai cái tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ của Trung Sứ ủy Trung Kỳ ở đó nữa thì đã vận động nhân dân đứng lên đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ. Theo các cái mục tiêu theo khẩu hiệu của Đảng. Từ tháng 8, tháng 9 1930, nông dân các huyện Nam Đàn, Can Lộc, Thanh Chương, Nghi Lộc biểu tình ở cấp huyện lỵ đòi bỏ thuế, thả tù chính trị, chia lại ruộng đất, phá huyện lỵ nhà tù. Với khí thế đấu tranh sôi sục, hàng chục ngàn người tham gia, đỉnh cao là cuộc biểu tình của 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên.
bọn hào lý địa phương bỏ chạy. Nhân dân tự đứng ra điều hành chính quyền theo mô hình Xô Viết. Thì chúng ta thấy cái chính quyền này làm những nhiệm vụ rất là cơ bản. Một là tổ chức lại đời sống cho nhân dân ở trong cái làng quê đó, tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống, tổ chức đời sống văn hóa, rồi lập tự vệ đỏ để bảo vệ chính quyền, rồi hủy đi đốt đi những cái văn tự của chính quyền cũ mà liên quan đến cái nợ nần bóc lột siêu cao thuế nặng. Toàn quyền Pháp tại Đông Dương, Rin Robanh thừa nhận chính quyền bản xứ thuộc ngoại cấp trong tỉnh đều tê liệt. Sự sợ hãi làm cho các ông quan khóa cổng, chui vào trong nhà. Mỗi khi các ông chi phủ chi huyện đi tuần theo các đội lính bản xứ, họ đi mà mình mẩy chân tay, run lẩy bẩy. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp dã man, phong trào nhanh chóng bị dập tắt, lực lượng bị tổn thất lớn. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào trong biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc cách mạng tháng 8 sau này. Phong trào cách mạng 1930-1931 khẳng định trong thực tế vai trò và khả năng lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành một cách tự nhiên khối Liên minh Công nông trong đấu tranh cách mạng. Xô Viết Nghệ Tĩnh gọi và tiếng trống Tiền Hải trả lời. Sự bóc lột tàn tệ của thực dân phong kiến đã đẩy lòng căm thù của các tầng lớp nhân dân lên cao độ. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 1930, hơn 1.000 nông dân kéo đến huyện lỵ Tiền Hải với khẩu hiệu không được đàn áp, khủng bố trắng, anh em nông dân Nghệ Tĩnh. Các đảng viên Đảng Cộng sản thâm nhập vào các tổ chức quần chúng, tuyên truyền vận động và tổ chức đấu tranh. Thực dân Pháp đã nổ súng, song vẫn không làm giảm khí thế của nhân dân. Đoàn biểu tình vẫn tiếp tục hô to, đà đảo thực dân Pháp, chống khủng bố trắng. Cuộc đấu tranh bị dập tắt dưới sự tấn công của kẻ thù vào lúc 12 giờ, làm 8 người chết, 30 người bị thương. Sau hội nghị thành lập đảng, các tổ chức cộng sản ở cả ba miền đã tập hợp lại để thành lập các tổ chức thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các địa phương. Khu Khánh Hội, trước đây là xóm lao động Khánh Hội, nơi thành lập ban lâm thời chấp ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam Kỳ do đồng chí Ngô Gia Tự làm bí thư. Trụ sở đặt tại đường Kitchener và Greenmore, nay là đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão. Sau đó ban lâm thời chấp ủy tiến hành việc hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Sài Gòn và các tỉnh. Đảng bộ Sài Gòn Chợ Lớn sau khi hợp nhất có các chi bộ ở xưởng Ba Son, hãng Faxi, xe lửa Dĩ An Sài Gòn, nhà đèn Chợ Quán, nhà đèn Chợ Rẫy, hãng rượu Bình Tây, các hãng buôn xe điện và ô tô bus, bến cảng, trong giới thủy thủ, thợ may, học sinh, tổng cộng khoảng 20 chi bộ với số lượng đảng viên khoảng 130 người. Đầu năm 1930, đế quốc Pháp và tay sai truy lùng gắt gao những đảng viên cộng sản. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 4 1931, Pháp bắt được đồng chí Trần Phú tại số nhà 66 Champagne, nay là đường Lý Chính Thắng. Đồng chí bị giải qua khắp các nhà lao khét tiếng ở Sài Gòn với những đòn tra tấn cực kỳ dã man, nhưng không thể khuất phục ý chí kiên cường của người chiến sĩ cộng sản. Trong tù, đồng chí tiếp tục tổ chức đấu tranh huấn luyện chính trị cho những bạn tù cộng sản. Đến tháng 8 năm 1931, do mắc bệnh lao nặng, địch phải đưa đồng chí vào nhà thương Chợ Quán. Tại đây đồng chí đã qua đời ngày 6 tháng 9 năm 1931 với lời căn dặn các đồng chí ở lại: hãy giữ vững
chí khí chiến đấu. Một rủi ro lớn nữa lại đến cho phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Anh bắt ở Hồng Kông với cái tên Tống Văn Sơ. Chính quyền Hồng Kông dự định dẫn độ cho nhà cầm quyền Pháp. Khi đó, Pháp sẽ áp giải Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương, nơi một án tử hình vắng mặt của tòa đại hình Vinh đang chờ. Tống Văn Sơ được giam tại nhà tù ở Victoria, Hồng Kông. Rất may, ngày Tống Văn Sơ bị bắt đưa vào sở cảnh sát đã gặp Hồ Tùng Mậu, đang được phóng thích. Hồ Tùng Mậu qua Liên đoàn Quốc tế Cứu Tế Đỏ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản đã đến gặp luật sư Lozobai, một luật sư tiến bộ người Anh ở Hồng Kông, nhờ giúp đỡ. Sau 3 phiên thẩm vấn, 9 phiên tòa xét xử và kháng án, chính quyền Hồng Kông buộc phải chấp nhận trục xuất Tống Văn Sơ khỏi Hồng Kông và được phép lựa chọn nơi đến. Gia đình luật sư Lozobai cải trang cho Tống Văn Sơ thành một thương gia giàu có, lên tàu đi Hạ Môn, sau đó đi Thượng Hải, rồi trở về Nga. Cùng với sự ra đời của Đảng, năm 1930 còn chứng kiến một cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người dân Việt Nam theo hình thức bạo động, đó là khởi nghĩa Yên Bái. Nguyễn Thái Học là người làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường. Việt Nam Quốc dân Đảng được Nguyễn Thái Học thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927. Việt Nam Quốc dân Đảng phát triển chủ yếu ở Bắc Kỳ, một số tỉnh miền Trung và Nam Kỳ. Năm 1928 có 120 chi bộ, 1.500 đảng viên. Tại khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái ngày nay, có một hồ nước rất trong mà người dân gọi là Hồ Nước Mắt Cô Giang, để ghi nhớ câu chuyện tình bi tráng của Nguyễn Thái Học và một đồng chí của mình là Nguyễn Thị Giang. Cô Giang, trong hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng, cô Giang đóng một vai trò rất tích cực. Sau vụ ám sát tên Bazin, một tên trùm mộ phu người Pháp khét tiếng tàn ác, năm 1929, thực dân Pháp mở cuộc đàn áp bắt bớ, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của mình bị kết án vắng mặt và truy nã gắt gao. Trước tình thế nhiều cơ sở đảng bị phá vỡ, các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng quyết định khởi nghĩa. Nhưng kế hoạch nổ súng không thống nhất ở các địa phương, nên cuộc khởi nghĩa bị dập tắt một cách nhanh chóng. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, thực dân Pháp thực hiện án tử hình Nguyễn Thái Học và các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng. Cô Giang, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thực hiện bản án tử hình đối với Nguyễn Thái Học và các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng, đã về quê của Nguyễn Thái Học tại Thổ Tang Vĩnh Tường và tự sát tại đó. Cho đến phút cuối cùng, trong tâm trí cô Giang vẫn in đậm những lời nhắn nhủ của Nguyễn Thái Học khi ra pháp trường: chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Một năm sau, ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong cuộc meeting kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái tại Sài Gòn, khi Pháp cho mật thám đến đàn áp, một người thanh niên 17 tuổi đã dũng cảm bắn chết thanh tra mật thám Le Grand. Anh bị bắt và kết án tử hình. Đó là nhà hoạt động cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. Quê gốc ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, khi mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được đưa sang Trung Quốc học tập, rồi hoạt động trong Thanh niên Cách mạng Đồng Minh Hội. Năm 1929, anh về nước với nhiệm vụ thành lập Thanh niên Cứu Quốc và làm liên lạc cho Sứ ủy Nam Kỳ. Tại tòa đại hình, Lý Tự Trọng đã nói một câu nổi tiếng: con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác.
tinh thần tranh đấu cho độc lập tự do của Lý Tự Trọng luôn sáng mãi trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Mặc dù còn nhiều gian nan thử thách, nhưng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước sau này. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.